Bà Harris, ông Trump kết thúc chiến dịch vận động tranh cử. Bà Harris, ông Trump khép lại chiến dịch vận động tranh cử với cuộc meeting ở khu vực không phải bang chiến trường, đưa ra thông điệp khác nhau. Buổi vận động tranh cử cuối cùng của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris diễn ra ở công viên Ellipse gần Nhà Trắng hôm 29 tháng 10, trong đó bà tập trung công kích đối thủ. Ông Donald Trump dành cả thập kỷ để khiến người Mỹ chia rẽ và sợ hãi lẫn nhau. Đó là bản chất con người ông ấy. Tôi ở đây tối nay để nói rằng đó không phải bản chất của chúng ta. Tôi cam kết trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ, luôn đặt đất nước lên trên đảng phái và bản thân, bà nói. Jane O'Malley Dillon, đại diện chiến dịch tranh cử của bà Harris, cho biết buổi vận động này nhằm tiếp cận nhóm người chưa quyết định bỏ phiếu cho ai, trong đó có những cử tri cộng hòa ôn hòa. Bà Harris không còn áp dụng phong cách vận động tranh cử vui vẻ như thời gian đầu. Phát biểu tại công viên Ellipse, bà cam kết đoàn kết đất nước, đồng thời cáo buộc động cơ tranh cử của ông Trump là trả thù và bất mãn, thay vì mang lại lợi ích cho người dân. Đôi khi bà nói chuyện trực tiếp với cử tri Đảng Cộng hòa và hứa sẽ lắng nghe những người không bỏ phiếu cho bà. Phó tổng thống Mỹ Harris trước đó nói sẽ đưa một người cộng hòa vào nội các nếu bà đắc cử. "Không giống ông Donald Trump, tôi không xem những người bất đồng với mình là kẻ thù. Ông ấy muốn bỏ tù họ, còn tôi sẽ hợp tác với họ", bà nhấn mạnh. Cựu tổng thống Donald Trump hôm 27 tháng 10 tổ chức meeting ở nhà thi đấu Madison Square Garden, New York, đánh dấu sự kiện cuối cùng trong chiến dịch tranh cử. Tại đây, Ông cáo buộc đối thủ Harris là người thất bại và hủy hoại tất cả. Nhóm của ông Trump tập trung củng cố nội bộ Đảng Cộng Hòa và tiếp cận cử tri không thường xuyên đi bỏ phiếu, những người thất vọng với tình hình nước Mỹ và mong muốn có sự thay đổi. Ông Trump gần đây thường hỏi cử tri liệu giờ đây họ có cảm thấy tốt hơn 4 năm trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ hay không. Mỹ phải vật lộn với đại dịch COVID-19 vào thời điểm ông Trump rời Nhà Trắng, song các khảo sát cho thấy phần lớn cử tri vẫn không hài lòng với hướng đi của đất nước hiện nay. Ứng viên Cộng hòa tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử, đồng thời áp đặt thuế quan rộng rãi nhằm tạo ra nguồn thu ngân sách và thúc đẩy sản xuất ở Mỹ. Cựu tổng thống Mỹ hôm 29 tháng 10 cũng đưa ra những đánh giá u ám về khả năng lãnh đạo của bà Harris, cáo buộc bà xóa sạch biên giới quốc gia, làm khổ tầng lớp trung lưu, mang cảnh đổ máu, nghèo khổ đến những thành phố lớn và gieo chiến tranh, hỗn loạn trên toàn thế giới. Jason Miller, cố vấn cấp cao của ông Trump, cho biết cựu Tổng thống Mỹ đã nêu rõ kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế, bảo vệ biên giới phía Nam và cải thiện đời sống hàng ngày của người dân. Bà Kamala Harris chưa làm được bất cứ điều gì trong số đó. Ngoài những thông điệp tuyệt vọng, công kích cá nhân, bà Harris và chiến dịch của bà ấy không nêu ra được những gì họ thực sự sẽ làm để giúp người Mỹ. Đó là sự tương phản lớn giữa họ và chúng tôi, ông nói. Thách thức đối với bà Harris và ông Trump là phải giành được mọi lá phiếu có thể từ những người còn chưa quyết định bầu cho ai, đặc biệt ở bảy bang chiến trường bởi chỉ một nhóm cử tri nhỏ cũng có thể quyết định người thắng trong cuộc đua được đánh giá là xích sao bậc nhất mọi thời đại. Hàng triệu người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu ngày mùng 5 tháng 11 để bầu ra Tổng thống thứ 47 của đất nước. Hơn 47 triệu người đã bỏ phiếu sớm, trong đó có Tổng thống Biden. Trong bối cảnh chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử chính thức, nhiều lãnh đạo một số công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ đã tìm cách hàn gắn mối quan hệ với ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo CNN vào tuần trước, ông Donald Trump và Tổng giám đốc Apple Tim Cook đã trò chuyện về các vấn đề pháp lý đang diễn ra của nhà sản xuất điện thoại iPhone tại châu Âu. Cùng thời điểm đó, Tổng giám đốc Google Sander Pichai đã gọi cho ông Trump và trò chuyện xoay quanh việc ứng cử viên Đảng Cộng Hòa gần đây bán thức ăn nhanh tại cửa hàng McDonald's ở tiểu bang Pennsylvania của Mỹ. Google và Apple hiện phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý khi Liên minh châu Âu EU đã phạt hai công ty này hàng tỷ đô la Mỹ vì cáo buộc trốn thuế. Hôm 24 tháng 10, ông Trump cho biết ông đã thảo luận về các phán quyết pháp lý trên với ông Tim Cook, đồng thời nhấn mạnh tương lai của Apple sẽ thay đổi nếu ông thắng cử vào tháng 11 tới. Theo CNN, ông Trump cũng có cuộc trò chuyện với tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon và ông Andy Jassy, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn này. Khác với Tổng giám đốc Tesla Elon Musk, lãnh đạo các gã khổng lồ công nghệ như Apple, Google và Amazon từ lâu đã ít tham gia vào chính trường. Do đó, theo CNN, việc một số nhà lãnh đạo tập đoàn công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu nỗ lực trò chuyện và làm thân với ông Trump trước thềm ngày bầu cử chính thức có thể phản ánh khả năng thắng cử tiềm tàng của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa và chiến lược phòng ngừa rủi ro của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, mùng 5 tháng 11, hai ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đang chạy đua với thời gian nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Kamala Harris và ông Donald Trump không có sự chênh lệch lớn. Tại cuộc vận động tranh cử tối 27 tháng 10 ở New York, ứng viên Tổng thống Mỹ ông Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson có một bí mật nhỏ nhưng có tác động lớn. Cả ông Trump và ông Johnson đều không nêu chi tiết về bình luận này, nhưng nó làm dấy lên mối lo ngoại trong số các thành viên đảng Dân Chủ khi họ cho rằng ông Trump dường như sẽ lại không công nhận kết quả bầu cử năm nay nếu thua Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong một chương trình trên CNN sáng 28 tháng 10, hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ Dan Goldman nói rằng bí mật của ông Trump có thể liên quan đến kế hoạch dự phòng khi thua cuộc vào tháng 11 tới, Ông nhắc lại việc ông Trump từng làm cách đây 4 năm nhằm ngăn cản quốc hội về chuẩn kết quả bầu cử năm 2020, công nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện chưa đưa ra bình luận về nghi ngờ của ông Coleman. Ông Johnson là một trong những nhà lập pháp vào năm 2020 đã thúc đẩy những tuyên bố vô căn cứ của ông Trump về gian lận bầu cử. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông cũng đã bỏ phiếu chống lại việc chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020 tại Arizona và Pennsylvania, hai bang mà ông Biden đã thắng. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đa số người dân Mỹ lo ngại về nguy cơ bạo lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử vào tháng 11. Tháng trước, một cuộc vận động tranh cử ở Michigan, ông Trump đã ngầm tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bầu cử nếu ông thua. Các hãng thăm dò dư luận dự báo Đảng Cộng Hòa sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử vào tháng 11. Đảng Dân Chủ cũng có nguy cơ mất ghế đa số tại Thượng viện. Điều này cho thấy các cuộc đua cũng không kém phần gay gấn với các tỷ lệ hiện đang rất si sao. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang dần bước vào những ngày cuối cùng để chọn ra vị trí chủ nhân Nhà Trắng. Hai ứng viên là ông Donald Trump và bà Kamala Harris đang chạy nước giúp vận động tranh cử tại các bang chiến trường để thu hút cử tri chưa đưa ra quyết định khi kết quả thăm dò của cả hai đang bám đuổi xích sao. Với lần tranh cử tổng thống lần thứ ba, ông Trump đã có một vũ khí giúp ông trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Theo Project Syndicate, các cơ quan truyền thông cảnh hữu như Fox News đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đối phó với ảnh hưởng của đảng Dân Chủ. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự cạnh tranh giữa ông Trump và ứng viên dân chủ Kamala Harris đang khá ngang ngửa, thậm chí ông Trump còn dẫn trước trong một số khảo sát. Điều này chính tỏ sức mạnh của truyền thông cánh hữu trong việc thuyết phục cử tri tin vào phong trào làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, MAGA, và cho rằng ông Trump là tổng thống phù hợp hơn so với bà Harris. Tôi đang theo đuổi một kế hoạch để cứu lấy nước Mỹ. Tôi sẽ cứu nước Mỹ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đây là điều quan trọng nhất. Chúng ta yêu nước Mỹ và chúng ta sẽ cứu lấy đất nước này. Mặc dù không phải tất cả cử tri Cộng hòa đều đồng tình với các chính sách của ông Trump, nhưng truyền thông cánh hữu đã tập trung vào các vấn đề thuế và chi tiêu của chính quyền đương nhiệm, những chủ đề gây tranh cãi lớn. Việc đưa tin liên tục về các vấn đề này đã giúp ông Trump thu hút thêm cử tri không đồng tình với nhiều chính sách của Tổng thống Biden. Trước đó vào năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng nhờ việc chiếm lĩnh truyền thống Mỹ với những phát ngôn khác thường khiến ông nổi bật hơn so với các chính trị gia truyền thống. Tuy vậy, phong cách bình luận của ông Trump đã không còn tạo ra hiệu ứng lớn ở thời điểm hiện tại và truyền thông cánh hữu không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho cựu Tổng thống luôn nhận được sự chú ý. Trên thực tế, các cơ quan truyền thông cánh tả và đảng Dân Chủ đã không thể tạo ra những cú hích lớn như đối thủ. Các kế hoạch của họ vẫn tỏ ra cứng nhắc và không muốn sử dụng các phương thức mới để thúc đẩy chương trình nghị sự. Có thể thấy rõ truyền thông cánh hữu là một vũ khí không mấy bí mật của ông Trump, nhưng nó đã đem lại hiệu quả tính tới thời điểm này. Trong khoảng một tuần tới, chúng ta sẽ biết được liệu vũ khí này có thể giúp ông Trump trở lại Nhà Trắng lần thứ hai hay không.